Mến chào toàn thể anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video trên channel LVT Official. Ngày hôm nay mình xin phép với anh em thì mình sẽ tiếp tục làm những video về những con bot hoàng kim tại tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được xem thử con bot Kim Quang Tướng Quân, coi nó là đánh kêu gì và như thế nào nha anh em. Kim Quang Tướng Quân, ui dồi, đánh đủ kêu luôn anh em ạ. Vừa kêu cô lông xét này, vừa ngũ độc này, Nga mi này, ui dồi, chết luôn. Ghê thật anh em ạ. Nó đánh mình te khói luôn rồi anh em ạ. Để chạy ra cái anh em. Tại mình mở hơi xa, để mình mở gần đây cho nó dễ coi nha anh em. Mình mở lại cho anh em xem. Kim Quang Tướng Quân em ạ. Ghê chưa, vừa đánh kêu Nga mi nữa kìa, vừa đánh thiếu thiên ngoại lưu tinh nữa kìa. Chết anh em ạ, mình yếu quá. Mình yếu quá anh em ạ. Đánh không nổi con bốn này luôn anh em ạ. Để bật các kêu lên coi anh em ạ. Để bật các kêu lên gõ nó coi như thế nào. Kim Quang Tướng Quân hệ mộc, không xin nhè luôn em ạ. À, nó đánh kêu thiên ngoại lưu tinh là mình chịu thua luôn em ạ. Ghê không? Đánh đủ các kêu luôn em ạ. Ghê quá, ghê quá, con bố này ghê quá em ạ. Đánh không được nó luôn. Để về mở con bốt rượu như ở gần đây để hút máu anh em ạ. Bốt rượu như bốt rượu như thì hệ bốt tiểu hoàng kim. Năm xuống nó dớt đồ quá trời, tẩy thủy kinh nữa kìa. À, nhắc tẩy thủy kinh, à, thủy tinh chứ không phải tẩy thủy kinh. Rồi đánh tiếp nó. Không xin nhiên em ạ, nó đánh thiên ngoại giúp máu ghê quá. Tại mà bạn kháng mình kháng hỏa có không à. Đây kháng hỏa có không rồi em ạ, nên nó đánh ghê quá. Ghê quá anh em ạ. Kim Quang Tướng Quân đánh ứng ăn quá. Không xin nhê luôn. Trời ơi, đánh thấm thật anh em ạ. Quá ghê luôn anh em ạ. Nói video này mình giới thiệu cho anh em con bút Kim Quang Tướng Quân anh em. Cho anh biết là nó đánh như thế nào, nó mạnh như cỡ nào anh em ạ. Máu mình 116.000 mà nó không xin nhê được anh em ạ. Nó sức mạnh 40.000 cũng không xin nhê được. Chắc mình phải tăng điểm lên mình mới đánh nó lại được anh em ạ. Ghê quá, bốt quá ghê luôn. Mình chạy xa đánh phong sương tới ảnh. À, đứng gần đánh thiên ngoại lưu tinh. Rồi đánh kêu chín đít cùng ngũ độc nữa. Rồi kêu cô lông xét nữa anh em ạ. Ghê quá, con bốt này ghê quá anh em ạ. Không chơi nổi nó rồi, thua. Đó. Đây là võ lâm offline của mình nha anh em. Anh em nào muốn mai mốt mình sẽ... Khi nào mà có server mới nào mà phù hợp cho những người đi làm mà có ít thời gian thì mình sẽ thông báo ở trên kênh của mình. Hoặc là anh em có thể vào nhóm Zalo này. Nhóm Zalo này mình sẽ chia sẻ những thông tin về server nào cho anh em chơi. Còn những anh em nào có câu hỏi thắc mắc nào về tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 á, thì anh em hãy truy cập vào nhóm Zalo này anh em hỏi mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, hôm nay để giới thiệu con bốt Kim Quang Tướng Quân cho anh em xem nha. Còn rất là nhiều con bốt khác thì anh em hãy theo dõi kênh của mình để đón xem những con bốt khác nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye anh em.